Bảo Khánh xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người sản phẩm mùa chúa rừng của nhà em mọi người nhé. Sản phẩm mùa chúa là một trong những sản phẩm giúp bồi bổ cơ thể của mình rất là tốt. Đặc biệt đối với nam giới thì mùa chúa có công dụng bổ thận tráng dương rất là tốt đấy ạ. Mọi người có thể nhìn thấy những con mối rất là to, bóng và mịn để phục vụ mọi người. Sản phẩm mùa chúa này của nhà em thì có giao hàng trên toàn quốc. Mọi người quan tâm xin vui lòng để lại số điện thoại hoặc inbox trực tiếp cho em nhé. Em xin cảm ơn mọi người ạ.